Cảm ơn quý vị đã liên tục theo dõi những bản tin vừa rồi của chúng tôi. Và bây giờ Ngọc Quỳnh cùng Quang Nhật sẽ được trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống sau đây. Kính thưa quý vị, mở đầu làm phần tin về cộng đồng, về bản tin về cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố Garden Grove. Vào lúc 3 giờ chiều thứ Tư hôm qua tại thành phố Garden Grove, nơi có trụ sở của đài CBN, thì khoảng 4.000 người đã tụ tập và biểu tình ôn hòa để phản đối cái chết của ông George Floyd. Phóng viên của chúng tôi cũng có mặt để ghi lại những hình ảnh trong cuộc tuần hành này. You are here because you know this is not about politics and this is not controversial. This is about police brutality, racism, systemic oppression, injustices to black lives. You are here because you know this is not about politics, this is not about opinions, and that we must change the system together. To our black community, I want to apologize. A lot of us grew up in racist households. What did he say? I can't breathe. What did he say? I can't breathe. What did he say? I can't breathe. Say her name. Trước đó, trên trang mạng xã hội đã kêu gọi cho cuộc biểu tình bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại tòa thị chính Garden Grove, nhưng đến phút cuối được bắt đầu sớm hơn một tiếng vì thành phố ban hành lệnh giới nghiêm lúc 6 giờ chiều. Địa điểm tập trung mới là công viên Village Green ở góc đường Euclid và đường Main. Ngay từ lúc 2 giờ thì có rất đông người tập trung, sẵn sàng với biểu ngữ trên tay. Đại đa số người biểu tình là thanh thiếu niên. Không phải, tụi cháu ra đây là rất là hòa bình. Nhưng mà cái vụ cảnh sát bạo lực không thể nào 100%, không thể nào chấp nhận được. Nhiều người Việt Nam cũng bị cảnh sát bạo lực. Em đi ra Phú Quốc Thọ, em có nói chuyện với một cái chú kia là người Lai, Mỹ đen. Chú đó nói, lúc nào chú đi xe đạp, đi làm về khuya, cảnh sát Westminster PD lúc nào cũng tới phá. Người Việt Nam có biết vậy không? Người Việt Nam có biết cái sự kỵ thị của mình trong lòng cho người da đen không? Tại sao mình ghét người Mỹ đen? Tại sao mình sợ người Mỹ đen? Tại sao mình sợ ra nắng làm da mặt mình đen? Mình phải hiểu là trong cái suy nghĩ đó là rất là sâu sắc trong cái tâm hồn của người Việt Nam. Nhưng mà người Việt Nam cũng nói là mình phải có tình yêu thương, mình phải có sự hiểu biết cho người khác. Nhưng mà người da đen thì mình ghét. Tại sao như vậy? Mình dạy con cái mình cái gì? Thì em ra đây hôm nay để em nói chống đối cái sự bạo lực của cảnh sát. Vì cảnh sát họ phải serve and protect, bảo vệ, không phải là giết người. Ok? Trong năm ở nước Mỹ biết bao nhiêu người Mỹ đen bị cảnh sát giết, nhưng mà không có một người cảnh sát nào ra tòa bị bắt vô tù. Tại sao? Tại vì nước Mỹ không có coi người Mỹ đen là con người. Và người Việt Nam mình cũng đi theo cái hướng đó luôn. Mai mốt có chuyện gì xảy ra, rồi người Việt Nam mình bị đàn áp, rồi có ai có tới cứu mình không? Không, tại mình ngồi ở nhà mình đánh giá người khác. Vậy thì em yêu cầu cộng đồng đừng có bỏ cái suy nghĩ đó. Biết là mình tại đất nước này không phải là của mình. Nước này là của những người Mỹ trắng. Mình không phải là người Mỹ trắng. Cái white supremacy là em không có biết cái từ mà cái sự đó. Nó đi theo không phải là cảnh sát không, mà sức khỏe nè, trường học nè, housing, những cái đó là nó rất là deep. Mình phải hiểu biết và mình phải đọc và hiểu cái lịch sử của nước Mỹ là đàn áp người da màu thế nào. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cô Nicole Nguyễn, một thành viên ban tổ chức, và cô đã nói ban đầu thì nhóm tổ chức của chúng tôi chỉ có chừng 20 người, đa số là sinh viên và học sinh. Nhưng rồi thì các thiện nguyện viên liên lạc và muốn giúp đỡ, cho nên hiện giờ thì tôi không thể nào biết có bao nhiêu người. Về lý do chọn Garden Grove làm địa điểm biểu tình, cô Nicole trả lời, chúng tôi là nhóm tuổi trẻ gốc Việt nên muốn cộng đồng người Việt mình ở đây quan tâm hơn đến những chuyện như thế này. Cuộc xuống đường hôm nay được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tổ chức trong không khí hòa hoãn và hoàn toàn không bạo động, theo cô Nicole. Ban tổ chức cũng làm việc chặt chẽ với cảnh sát Garden Grove để ngăn chặn kẻ gian trà trộn làm chuyện xấu hoặc dẫn đến chuyện hôi của. Và được biết, trong số người tham dự có khá nhiều thanh niên gốc Việt, cả nam lẫn nữ. Họ bắt đầu đi trên đường Main, quẹo phải trên đường Garden Grove, rẽ phải vào đường Broadcast khi đi về hướng Bắc, quẹo phải tại đường Chapman, tiến về hướng Đông, rồi thì sau đó rẽ phải đường Euclid trở về khu Village Green. Đoàn người đi chiếm toàn bộ lòng đường bên phải, và được cảnh sát hướng dẫn và bảo vệ rất ôn hòa và trật tự. Vừa đi thì họ vừa hô to những khẩu hiệu như No Justice, No Pay, Black Lives Matter, Hands Up, Don't Shoot, George Floyd, Democracy. Và được biết thì nhiều trật tự viên đi leo vào đoàn người trong suốt cuộc tuần hành để phân phát nước uống, bánh cookie và chuối cho họ. Đáng chú ý hơn nữa là khi đến đường Chapman, đoàn tuần hành bị cảnh sát Garden Grove chặn lại. Lúc đó thì một số người biểu tình quỳ xuống, đưa hai tay lên trời như để chứng tỏ rằng họ không muốn có va chạm với bất kỳ cảnh sát nào. Lúc 5 giờ 45 chiều, đoàn đã về đến địa điểm ban đầu. Trước khi ra về, nhiều người nằm sắp xuống bãi cỏ, đưa tay ra sau lưng, giống như thể là tư thế của ông George Floyd bị còng, và nghe một số diễn giả thuyết trình ngắn gọn, đồng thời hô vang một số khẩu hiệu nữa. Đây được cho là cuộc biểu tình lớn nhất tại thành phố Garden Grove trong 5 năm qua và rất ôn hòa, không một ai bị bắt, không cửa tiệm nào bị đập phá, không ai bị thương vong và người biểu tình rất tôn trọng hướng dẫn của phía cảnh sát. Cuộc biểu tình tiếp tục đến thành phố Fountain Valley và tại Minecraft Park vào lúc 11 giờ trưa nay và các thành phố lân cận trong những ngày tới. Quay sang một bản tin khác thưa quý vị, Cambodia phản đối Việt Nam về việc dựng lều dọc biên giới. Cambodia không chấp nhận lời giải thích của Hà Nội rằng các lều do quân đội Việt Nam dựng lên tại biên giới là thuộc phần lãnh thổ của tỉnh An Giang. Báo Khmer Times vào hôm nay cho biết cảnh sát tỉnh Kando hồi tháng 4 phát giác bộ đội Việt Nam đã dựng 31 lều dọc theo khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước thuộc tỉnh An Giang của Việt Nam và hai quận Koh Thom và Loktek, tỉnh Kando của Cambodia. Cambodia vào ngày 13 tháng 5 đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ 31 lều đã được dựng lên trên địa phận của tỉnh Kando. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 28 tháng 5 gửi văn bản phản hồi rằng các lều đó được dựng trong phần lãnh thổ tỉnh An Giang nhằm để ngăn chặn và kiểm soát việc đi lại dọc biên giới trong dịch COVID-19. Và các lều sẽ được dỡ xuống khi hết dịch bệnh, đồng thời sẽ được thực hiện theo các thỏa thuận giữa hai nước trước đây. Bộ Ngoại giao Cambodia hôm 3 tháng 6 đã gửi thư yêu cầu phía Việt Nam dỡ các lều xuống và giữ nguyên hiện trạng tại khu vực biên giới. Vẫn tin Việt Nam ngưng chức 11 người dính vào vụ nhận hối lộ. Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đưa lệnh đình chỉ công tác 11 viên chức thuế và hải quan tỉnh Bắc Ninh khi dính đến việc đưa hối lộ của hãng sản xuất nhựa Tema Nhật Bản. Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ Cộng sản Việt Nam chiều ngày 2 tháng 6, thì Bộ Công an và Bộ Tài chính đã trả lời câu hỏi của báo giới về cuộc điều tra vụ công ty sản xuất nhựa Tema Nhật Bản Tokyo Nhật nghi hối lộ 25 triệu yên tương đương 232.149 Mỹ Kim cho quan chức hải quan và thuế quan Bắc Ninh. Báo chí dẫn lời ông Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Bộ Công an cho hay, đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành xác minh làm việc với công ty Tema Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, một công ty con của công ty Tema Nhật, để thu thập tài liệu. Và trong khi đó thì bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã chỉ đạo tiến hành thanh tra toàn diện đối với Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, hai cơ quan trực tiếp quản lý thuế và hải quan công ty Tema Việt Nam. Và trong khi đó thì một công dân của Myanmar đã đầu tư vào xử lý rác thải hữu cơ. Nếu thùng rác của một người là kho báu của người khác, Inda Oo Soi nhìn thấy rất nhiều kho báu tiềm năng ở thủ đô của Myanmar. Anh đã học cách biến chất thải thực phẩm thành phân bón hữu cơ từ một tổ chức phi chính phủ nước ngoài và trong 2 năm vừa qua, Ông Zoe đã lùng sục các khu chợ địa phương để xử lý chất thải hữu cơ và thực phẩm tại khu sản xuất nhỏ của mình ở ngoại ô Yangon. Zoe cho biết một số tổ chức phi chính phủ địa phương đang tái chế chất thải nhựa nhưng không ai xử lý chất thải hữu cơ và ông tin rằng hoạt động của mình là hoạt động đầu tiên ở Myanmar. Ngay cả vợ của anh là Eyatan cũng không chắc chắn về sự nghiệp làm rác của anh lúc ban đầu. Hiện thì Zoe có một tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm đối tác đầu tư chi khoảng 3.000 Mỹ Kim một tháng cho chi phí và mang về nhà thu nhập khoảng 700 Mỹ Kim. Và tiếp theo là một bản tin giải trí cho biết nam diễn viên Cole Sprouse bị bắt khi đi biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, nam diễn viên viết trên Instagram: "Hôm qua, tôi bị bắt khi biểu tình ôn hòa, cảnh sát chặn đầu dòng người, yêu cầu chúng tôi giải tán nếu không muốn bị bắt. Khi mà nhiều người quay đầu và muốn rời khỏi, một nhóm cảnh sát khác chặn đường và trói chúng tôi lại." Và sau đó thì anh cũng cho biết thêm sẽ tiếp tục ủng hộ phong trào Black Lives Matter, mạng sống của người da đen đáng giá. Diễn viên kêu gọi mọi người ủng hộ các quỹ xã hội chống phân biệt chủng tộc và giúp đỡ người biểu tình. Bài viết này đã thu hút 1,8 triệu lượt thích cùng 18.000 bình luận trên Instagram. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ hành động biểu tình của anh, nhiều người chỉ trích anh cổ suý bạo động, cướp bóc. Trong bài viết, diễn viên cho biết ủng hộ phong trào biểu tình theo tất cả hình thức, từ ôn hòa đến bạo động. Dạ vâng, và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của ngày hôm nay của đài CBN. Và Quang Nhật và Ngọc Quỳnh, trước khi chia tay quý vị thì xin được thay mặt ban tổ chức của đài CBN gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến tất cả những quý khán giả và quý khách của đài CBN đã ủng hộ cho The Central Shop. Và Quang Nhật cũng gửi đến quý vị CBN TV và Central Shop luôn luôn đem đến cho quý vị những dòng sản phẩm giá trị cao cấp nhất và độc quyền chỉ có tại Central Shop của CBN TV trên ban tầng 14.5, với những sản phẩm được đến từ Pháp Quốc, Mỹ Quốc, Hàn Quốc và cả Nhật Bản. Các dược phẩm từ tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Phú Cường cũng sẽ đem đến những giải pháp về sức khỏe và sắc đẹp cho mọi giới, mọi nhà, kèm theo những quà tặng thật là hấp dẫn, tha hồ để cho quý vị mua làm quà tặng cho bạn bè và người thân của mình. Mọi chi tiết quý vị có thể gọi về Central Shop ở điện thoại 714 316 5999 hay là 1888 414 5678. Dạ vâng, và hiện tại thì The Central Shop có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt, đó là sản phẩm In Cloud là mua một tặng một, và là một cái sản phẩm đang được rất là nhiều quý khán giả cũng như quý khách của The Central Shop ủng hộ. Và Ngọc Quỳnh thay mặt cho đài muốn gửi đến quý vị một thông điệp, đó là nếu mà quý vị muốn mua trực tiếp sản phẩm thì có thể đến ngay địa chỉ của đài CBN TV. Và chúng tôi mở cửa mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu từ lúc 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và nếu mà quý vị đến không được trong tuần thì quý vị có thể đến những ngày weekend thì đến với Bảo Trâm Cosmetics, vì CBN thì không có mở cửa những ngày cuối tuần thưa quý vị. Và chắc chắn khi quý vị dùng những sản phẩm của The Central Shop, bảo đảm quý vị sẽ rất an tâm vì những cái kết quả thật là mỹ mãn. Đối với những người phụ nữ, những cô gái thì có một làn da rất là đẹp, và về những sản phẩm dinh dưỡng thì có thể tạo cho chúng ta một sức khỏe rất là tốt trong cái thời gian mà đại dịch xảy ra. Dạ, và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn cho những nhà bảo trợ đã bảo trợ cho những chương trình của đài CBN để chúng tôi có thêm được những chương trình phong phú và hấp dẫn hơn. Và xin quý vị cũng liên tục ủng hộ những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng CBN TV trong những năm tháng vừa qua để chúng tôi có thêm những động lực và giúp tạo ra những chương trình càng ngày càng hấp dẫn hơn, phục vụ cho quý vị. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin hôm nay của đài CBN trên ban tầng 14.5. Xin quý vị tiếp tục đón theo dõi những bản tin cập nhật của chúng tôi với những tin tức mới nhất được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối cùng ngày hôm nay. Kính chào quý vị.